Em xin kính chào quý vị cô chú anh chị đang đến với kênh YouTube Tôi Nhật TV, hàng Nhật chính hãng, em là Cảnh. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một số cái mặt hàng âm ly cũng như là loa khá là cao cấp tại cái cửa hàng audio ở tỉnh Saitama của Nhật Bản nha mọi người nhé. Đây là một cái âm ly Luxman CL3525 mã. Cái này rất là đẹp, hình thức có thể nói xếp loại A được anh chị nhé. Giá của nó là 143.000 yên, nó khoảng hơn 27 triệu. Âm ly đèn anh chị nhé. Bên cạnh đây là một cái âm ly đèn MQ60 có giá khoảng 30 triệu hơn. Nó rất là đẹp đúng không ạ? Cái Luxman CD, cái này không có khiển anh chị nhé. Luxman D7, rất là cổ. Nhưng mà hình thức thì còn cực kỳ đẹp, anh chị yên tâm nhé. Em nhìn ở đây rồi. Năm mới sắp đến rồi, thì anh chị cố gắng giữ gìn sức khỏe để đón một năm mới thật là vui vẻ anh chị nhé. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi, hơn 2 tuần nữa thôi. Rất là nhanh đúng không ạ? Em ở Nhật thì đón năm dương lịch và đón được cả năm âm lịch luôn. Đấy, tức là em có hai cái Tết anh chị nhé. Rất là vui. Đây là JBL4312B MK2 anh chị nhá. Giá rất là vừa phải. Tất cả những cái ảnh của các cái sản phẩm ở đây em đều up lên Zalo hoặc là Facebook rồi anh chị nhá. Anh chị vào xem thì nó sẽ rõ nét hơn là mình nhìn ở video. Bởi vì video em sẽ quay tập trung vào rất nhiều sản phẩm cho nên là nó không đầy đủ được. Nhưng mà ảnh thì em đã chụp ở trên Zalo hoặc là Facebook. Trang Facebook của em ở trên góc trái màn hình quý vị anh chị đó. Trang hangnhatdanba.com. Bây giờ em gửi về thì Tết âm lịch anh chị vẫn kịp nhận nha anh chị nhá. Vẫn kịp nhận để chơi Tết âm lịch bằng đường hàng không. Cặp loa Diatom DS3000 rất là đẹp. Cái này nó cực kỳ nặng anh chị ạ. Nó nồi đồng cối đá luôn. Đây em quay cái bass của nó như gọi là long lanh cho anh chị nhìn đúng không ạ? DS3000. Nó nặng ở cái vỏ gỗ rất là nặng. Và cái cổ nam châm của cái con loa này nó cũng rất là nặng anh chị nhé. Đợt trước em có lấy cái cặp loa giống như thế này nhưng mà nó cũ hơn một xíu, nó giá nó rẻ hơn một chút. Cái kiềng nhôm thì nó bị oxy hóa một tí nhưng mà xử lý được ấy, cho nên là nó giá nó rẻ, chỉ rẻ hơn khoảng 13 triệu luôn anh chị ạ. Đây là cặp BMW kép, cái này sản xuất ở Anh anh chị nhé. CM1, CM2 kết hợp. Cái này có giá khoảng hơn 8 triệu gì đó, màu đen. Dạo trước em cũng lấy một cặp màu trắng sữa cho một chị. Và bây giờ thì em lại cặp màu đen anh chị nhé. Cặp màu đen rất là đẹp. Dòng BMW kép này nó thuộc cái loại loa khá là cao cấp rồi. Và cái giá của nó cũng rất là vừa phải đúng không ạ? Bên cạnh đây còn có một cái MacBook Air. Cái này 2007. Có giá khoảng hơn 7 triệu tại Nhật. Nói chung là MacBook nếu em gửi về thì giá sẽ rất là rẻ anh chị nhá. Đó, như con này cấu hình RAM 8GB ổ SSD 128 này, Core i5. Có nguyên hộp luôn. Con trên này cũng như vậy. Có nguyên hộp anh chị nhá. Em đang có sẵn một cái MacBook mà nó còn cực kỳ đẹp nhưng mà khổ cái là cái pin của nó hình như là bị vấn đề gì đó. À, cái này là cái MacBook 2019 Pro anh chị nhá. RAM 32GB. Cấu hình quá mạnh đúng không ạ? Như con này giá về tầm khoảng 29 triệu anh chị nhá. 29 triệu về tận tay anh chị. Giá tại Nhật của nó rơi vào tầm khoảng 26 triệu. Những cái dòng MacBook này là hàng điện tử ấy, em phải gửi bằng đường hàng không và cái thuế của nó cũng khá là cao so với lại các cái hàng thông thường khác như quần áo chẳng hạn. Đây là một cặp kèn của Antech anh chị nhá. Đó, có cổ kèn và có cả cái kèn luôn. Antech cũng còn rất là ok. Cái cặp kèn này mà đặt ở trên cái loa của Antech thì thôi, hoặc là loa JBL cũng được đúng không ạ? Nghe rất là hay. Unkyo D1000. Thùng gỗ rất là nặng. Sản xuất năm 90, công suất 200W, 8 ohm anh chị nhé. Em bán về Việt Nam rất nhiều mặt hàng. Ngoài audio thì còn có cả đồng hồ đeo tay,
rồi là bật lửa Zippo, kính Ray-Ban của Mỹ chẳng hạn. Uầy, cái cặp loa BV-Kép này đẹp không ạ? N805. Bọc nguyên trong túi nha anh chị nha. Họ sợ kiểu khách đến xem sờ vào hỏng ấy. Đó, cái rốn hình viên đạn rất là đẹp. Nói chung là loa mà BV-Kép mà cái dạng 8 lẻ mấy hay là 6 lẻ mấy thì nghe nó rất là hay rồi, đúng không ạ? Cặp Pioneer, cặp này hát karaoke ok đúng không ạ? Giá khá là rẻ. Đây là một cái Lắc-Men L510. Em đang có sẵn một cái L510 nha anh chị nhá. Vỏ gỗ màu đỏ rất là đẹp. Và em bán ở Việt Nam với giá là 16 triệu đi được hàng không về tận tay các anh chị. Đẹp hơn cái này anh chị nhá. Đẹp hơn cái này. Ok ạ. Tiếp tục đây là Sansui. Ê, Sansui 607. Khá là rẻ đúng không ạ? Màu đen nha anh chị nhá. Em xem có cái Sansui nào không, em quay tiếp cho anh chị nào. Có vẻ là nhiều Sansui. Hôm nọ em có lấy một cái Lắc-Men L509 anh chị. Nó đẹp, vỏ gỗ bọc cực kỳ đẹp. Hôm nào em sẽ quay, có thời gian em sẽ quay tại nhà em test âm thanh cho các anh chị. Đây là cái 607 FXR có giá là 22.000 yên anh chị nhá. 22.000 yên, quá rẻ đúng không ạ? Vỏ gỗ. Cái này thông thường họ sẽ bán ra khoảng 30, từ 27 đến 30.000 yên anh chị nhá. Nhưng mà cái cửa hàng này nó bán ra thì khá là rẻ. Khá là rẻ. Hình thức rất là ok đúng không ạ? Rẻ được khoảng hơn 1 triệu so với lại bình thường. CD Marzahn CD5005. Anh chị đang xem video, ấn nút thích video giúp em về nhé. Ấn và thích video giúp em. Để cho cái video của em nó tăng cái lượng tương tác lên đúng không ạ? Và nếu anh chị nào mà xài Facebook ấy thì ghé vào trang Facebook Hàng Nhật Giản Giá.com để ấn theo dõi cái trang đó giúp em nhé. Đây là một cái bao cổ của hãng Denon. Đây là cái giải mã anh chị nhé. DMD 1600AL 27.500 yên, nó khoảng 5 triệu gì đó đúng không ạ? Có điều khiển luôn, có hướng dẫn sử dụng. Rất đẹp, Sansui 607GXR. Đó. Cửa hàng này âm ly Sansui khá là rẻ so với lại các cái chỗ khác anh chị nhé. Đây là một cái âm ly cao cấp của Denon. Cái này giá xuất xưởng của nó là hơn 100 triệu và bây giờ họ bán ra với giá khoảng 80 440.000 yên, khoảng 80 triệu hơn một xíu đúng không ạ? Có hướng dẫn sử dụng, có điều khiển anh chị nhé. Hình thức thì xếp loại A rồi, rất là ok đúng không ạ? Bên đây cũng là một cái âm ly SA11. Cực kỳ đẹp. 120W một cổng anh chị nhá, 8 ohm. Âm ly đèn anh chị ơi. Như cái âm ly đèn này thì là rẻ này. Em đánh giá như vậy. Đó. Cái này nó dùng 6 dùng bóng 8045G và 4 bóng 6240. Đó, cái này nó cực kỳ là ok đúng không ạ? Bóng bóng 8045 là một bóng công suất rất là lớn. Nakit A3600. Cái giá ở siêu thị này họ bán ra là tương đối rẻ rồi, đúng không ạ? Ok, em sẽ quay tiếp tục cho anh chị. Ở đây là cặp loa. Cặp loa này không có gì đặc biệt cả. Đây là cái loa Bluetooth Harman Kardon có giá khoảng hơn 1 triệu tư, triệu tư gì đó. Cái này nguyên thùng anh chị nhá, 13.200 yên. Anh chị nào quan tâm đến cái loa này thì nhắn giúp em nhá. Rồi, em cảm ơn quý vị đã xem video của em.